Ở Mỹ có một đạo luật bất thành văn mà hầu như ai cũng thừa nhận và ngoan ngoãn phải theo, đó là không xài credit card đi và không bao giờ vay mượn để build credit score là một sự mất mát to lớn ở đây. Vì sao Hiền Diệp nói vậy nè? Vì có phải khi các bạn đã có score, tức là điểm tốt, thì cái chuyện các bạn có thể mua nhà mới hay xe mới với lãi suất thấp và được xài tiền lãi suất 0% của những công ty phát hành thẻ credit card là dễ như mua ly cà phê Starbucks không? Mà chẳng cần phải lăn tăn suy nghĩ tiền đâu là câu đầu tiên. Khi đó chỉ việc ký cái rẹt là đời đã gần như cảm nhận thấy thích khi chọn qua Mỹ là không sai rồi nè. Nhưng hãy nhớ cho các bạn đang góp đang dây nên cứ thế mà chăm chỉ như con ong đi hút mật nha các bạn, và phải luôn luôn control, kiểm soát cho thật nghiêm túc cái khoản tiền họ đưa cho các bạn xài trước, và uy tín trả đúng hạn tiền mình mượn mà không có chuyện ầu ơ dí dầu hay phải trốn chui trốn nhủi. Nói vui là ở Mỹ không hề có đầu gấu đi đòi, mà chính mỗi các bạn phải tự biết mình phải làm gì khi đến hạn cần chi trả. Nhớ đừng bao giờ xài hơn 30% số tiền họ cho mượn nhé. Đôi khi vì lẽ này nên có một số đã mở nhiều thẻ nợ và cứ thấy trong ví có nhiều thẻ mà quên mất tiền làm ra đó là con số cố định, mà thẻ nhiều nên số tiền được xài nhiều nên tha hồ cà cho sướng tay thì có ngày nè. Cho nên cách tốt nhất chỉ nên có trong ví tối đa 2 thẻ nợ là an toàn, và đó cũng là cách không để mình mắc bẫy xài quan. Ok hén, Hiền Diệp hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh.